Mr PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 qua tác phẩm lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tập 5 do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2001. Phần 53, Tổng tiến công và nổi dậy hè 1968. Trong tháng 9 và 10 năm 1968 Bộ Chỉ huy vùng 4 chiến thuật đã tăng cường cho Bến Tre hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy, lữ đoàn 3 bộ binh và lữ đoàn 117 tàu xung kích Mỹ, với ý đồ diệt cho được các tiểu đoàn cơ động của ta, thực hiện kế hoạch bình định, gom dân lập ấp chiến lược. Khởi đầu ngày 3 tháng 11, chúng sử dụng các trung đoàn 10, 11 sư đoàn 7 quân đội Sài Gòn, mở cuộc càn quét, đánh phá vào vùng giải phóng rồng trôm, gồm các xã Long Mỹ, Tân Hảo, Thuận Điền, Phước Long thạnh phú đông đồng thời dùng một đại đội bảo an càn quét vào địa bàn xã nhân trạch được chuẩn bị tốt về các mặt nên quân và dân hầu khắp các ấp xã trên đã dựa vào hệ thống công sự trận địa tại chỗ đánh trả đẩy lùi nhiều đợt xung phong của địch tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực của chúng giữ vững địa bàn qua giao chiến địch phát hiện được đội hình các tiểu đoàn chủ lực cơ động của ta lập tức chúng bốc ngay một tiểu đoàn Mỹ đang ở lộ 26 và một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy đang chốt tại xã Phú Hưng về nhân trạch phối hợp với các đơn vị hiện có trên địa bàn, hình thành thế bao vây, quyết diệt gọn các tiểu đoàn cơ động của ta. Cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 516 và các lực lượng vũ trang địa phương tại Rồng Trôm trở lên vô cùng ác liệt và kéo dài đến hết ngày 3 tháng 11 trước một thực tế bất lợi cho ta cả về tương quan lực lượng cũng như vũ khí và phương tiện chiến tranh. Nếu tiếp tục trụ lại chiến đấu thì nguy cơ bị tổn thất lớn là không tránh khỏi. Do vậy, để bảo toàn lực lượng, ngay trong đêm 3 tháng 11 Ban Chỉ huy Thống nhất của tỉnh đội Bến Tre quyết định bí mật rút toàn bộ lực lượng về đứng chân tại xã Sơn Phú, một địa bàn hẻo lánh, nhưng là điểm mật phục đánh các tàu địch cơ động trên sông Hàm Luông rất lợi hại. Mặc dầu vậy, sáng hôm sau trinh sát địch cũng mò tìm ra được đội hình chú quân của ta. Một cuộc đọ sức mới lại bắt đầu. Sau khi bắn cấp tập hơn 400 quả đạn pháo các loại vào khu vực bố trí đội hình của ta, từ Vĩnh Long, Hải đoàn 23 ngụy tiến vào sông Hàm Luông, chi đoàn xe bọc thép M113 đã triển khai đội hình trên lộ 5 hình thành thế bao vây, tổ chức các mũi đột phá tiến công vào trận địa ta. Để giữ vững trận địa, bộ đội ta tập trung lực lượng và hỏa lực tổ chức phòng ngự chặt chủ động, kiên quyết đánh trả quân địch. Trong ngày 4 tháng 11, ta đã đẩy lùi được hàng chục lần xung phong của địch, tiêu diệt được hàng trăm tên, phá hủy, phá hỏng nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của chúng. Nhưng quân địch đông lại có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ đang bao vây quân ta. Bàn chỉ huy thống nhất quyết định phải nhanh chóng mở đường máu rút hết lực lượng ra ngoài. Đêm 4 tháng 11, một trung đội đặc công, một trung đội bộ binh và một số hỏa lực đã được lệnh bí mật tập kích vào khu vực bố trí của tiểu đoàn một trung đoàn 10 ngụy. Bị đánh đòn bất ngờ và áp đảo ngay trong đêm, địch vội cho quân trên các hướng cơ động gấp đến ứng cứu, thế bao vây của chúng tan vỡ. Nhân thời cơ này, các đơn vị ta lần lượt rút êm ra ngoài tiếp tục củng cố lực lượng chiến đấu. Với thành tích chiến đấu trên, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 516 được chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng huân chương chiến công hạng 3. Phối hợp với các trận chiến đấu của quân chủ lực cơ động, trong những tháng cuối năm 1968, các đội đặc công nước, đặc công bộ đã đánh nhiều trận đạt hiệu suất cao. Điển hình nhất là ngày 15 tháng 11, đại đội đặc công nước bí mật đột nhập gắn chất nổ đánh chìm 15 tàu thuộc một hạm đội trên sông của Mỹ trên Vàm Bến Tre. Mặc dù ta đã giành được nhiều thắng lợi, nhưng do tập trung lực lượng chiến đấu vào đô thị, nên nhiều vùng nông thôn của ta cơ sở cách mạng đã bị thiệt hại rất lớn chưa có điều kiện củng cố, bổ sung. Do đó, địch tập trung lực lượng càn quét, thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc, nhiều vùng đất đai phú Phụng, vĩnh bình, bình hòa phước, đồng phú thuộc huyện trợ lách. Trong đó có cả một số vùng mới giải phóng cũng bị chúng dồn dân lập ấp, xây dựng đồn bốt, thiết lập hệ thống kìm kẹp. Đối với vùng căn cứ, chúng tăng cường sử dụng máy bay B-52 đánh phá kết hợp với giải chất độc hóa học triệt phá cây cối ruộng vườn, đi đôi với dùng trực thăng chở quân nhảy cóc xuống lùng sục, tiêu diệt các cơ quan lãnh đạo kháng chiến và lực lượng vũ trang cách mạng. Tất cả những hành động trên của địch đã gây nhiều khó khăn cho phong trào cách mạng của Bến Tre. Song nhìn chung, cũng như các đợt trước, trong đợt 3 và những tháng cuối năm 1968, quân dân Bến Tre đã tự lực, tự cường, vừa chiến đấu vừa xây dựng phát triển lực lượng, luôn luôn đáp ứng yêu cầu chiến tranh tại chỗ, đánh bại các cuộc càn quét, tiêu diệt một bộ phận quân số và phương tiện chiến tranh của địch, giữ căn cứ và vùng giải phóng. Với những thành tích đạt được trong năm 1968 quân và dân toàn tỉnh đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 8 chữ vàng truyền thống anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy. Ở Mỹ Tho và Gò Công, sau đợt hai tổng tiến công và nổi dậy của ta, Mỹ, ngụy lập các căn cứ chốt chặn giao thông trên lộ 4, tại các điểm nhị bình, thẻ 23, thẻ 33 và bà Lâm. Mỗi căn cứ chúng bố trí một đại đội bộ binh và một đại đội pháo 105mm. Riêng căn cứ 23 bố trí một tiểu đoàn. Thực hiện chiến thuật nhảy cóc với sự yểm trợ của pháo binh và máy bay. Quân địch từ các căn cứ trên tổ chức đánh sâu vào các căn cứ kháng chiến và hành lang vận chuyển của ta. Mặt khác, để phục vụ cho kế hoạch bình định cấp tốc, địch huy động nhiều đơn vị chủ lực xuống kết hợp với quân địa phương và các đội bình định tiến hành càn quét, dồn dân lập ấp chiến lược trước hết là ưu tiên ở các huyện trọng điểm gò công hòa đồng chợ gạo vùng ven thành phố mỹ tho hai bên lộ 4 và hai triền sông tiền để chuẩn bị địa bàn đứng chân cho lực lượng cơ động của khu của tỉnh tiến công vào thành phố mỹ tho khi có lệnh thành ủy và thành đội mỹ tho đã phát động lực lượng du kích cơ quan du kích ấp xã và bộ đội địa phương trú đóng trên các địa bàn ven thành phố mỹ tho và huyện chợ gạo phân tán thành các đơn vị nhỏ dựa vào hệ thống công sự, trận địa của các xóm ấp chiến đấu chuẩn bị sẵn, tổ chức đánh địch phản kích, giữ vững chỗ đứng chân cho chính mình và cho các đơn vị bộ binh, đặc công, công binh, pháo binh của tỉnh đội. Song song với hoạt động của bộ đội đặc công, pháo binh, các tiểu đoàn bộ đội chủ lực của tỉnh Mỹ Tho và Gò Công vẫn là lực lượng chủ công trong đợt 3 tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968. Theo kế hoạch của tỉnh đội, đêm 24 tháng 8, tiểu đoàn 514A và tiểu đoàn 263 triển khai lực lượng chiếm lĩnh trận địa xuất phát tiến công, chuẩn bị đánh chiếm chi khu giáo đức. Nhưng khi cối 120mm của ta đánh đòn hỏa lực chuẩn bị do trời tối không phát hiện được nền đất nơi đặt bản đế bị lún, đạn rơi chúng vào đội hình quân ta, làm nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương vong, nên kế hoạch tiến công phải hủy bỏ. Riêng tiểu đoàn 514B, cuối tháng 8, đầu tháng 9 tập kích diệt gọn một đại đội biệt kích ngụy ở Cá Chốt và một trung đội bảo an ở Đồn Vam Rồng, phục kích diệt hai xe quân sự Mỹ trên lộ Hòa Đồng, sau đó rút về hậu cứ để bổ sung lực lượng. Chiến đấu dài ngày, lực lượng ta bị tiêu hao, sức chiến đấu giảm, trong khi địch tập trung lực lượng, phương tiện phản kích quyết liệt kết hợp với việc triển khai kế hoạch bình định cấp tốc trên quy mô toàn tỉnh, nên vùng giải phóng của ta bị thu hẹp dần, phong trào đấu tranh tạm thời lắng xuống tại Kiến Phong. Sau hai đợt một và hai tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968 lực lượng vũ trang và cơ sở bị tổn thất rất nghiêm trọng, hầu hết các đơn vị bộ đội tỉnh, huyện, du kích và tự vệ ấp xã đều mất sức chiến đấu, lại chưa có điều kiện để củng cố, bổ sung. Đợt ba tổng tiến công và nổi dậy lại đúng vào mùa nước nổi, nên phong trào ở Kiến Phong diễn ra yếu ớt. Những tháng cuối năm 1968, địch lại tiếp tục đánh phá quyết liệt trên diện rộng, làm cho lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục bị thiệt hại nặng nề. Chỉ trong tuần đầu tháng 12 năm 1968, máy bay B-52 ném bom hủy diệt khu vực từ rạch cây lân đến kinh phèn thuộc địa phận xã Thanh Mỹ, giết hại các đồng chí Võ Văn Trị, Mười Đồng, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chính trị viên tỉnh đội, Lê Văn Nhị, Hai Tiến, Thường vụ tỉnh Ủy, tỉnh đội trưởng Kiến Phong. Cũng thời gian này, chúng tổ chức lực lượng bất ngờ nhảy cóc đánh vào cơ quan huyện Ủy Cao Lãnh, giết hại một số cán bộ của ta trong đó có đồng chí hồ văn tiến tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy cao lãnh tại khu vực bờ nam kinh nguyễn văn tiếp trong khi chỉ huy tiểu đoàn một chống càn đồng chí đỗ hữu cảnh út mới tỉnh ủy viên chính trị viên tiểu đoàn đã anh dũng hy sinh như vậy cũng như nhiều địa phương khác của đồng bằng sông cửu long tuy đợt ba vẫn được quân dân kiến phong thực hiện đúng với mệnh lệnh của trên nhưng kết quả rất hạn chế lực lượng tiếp tục bị hao tổn nghiêm trọng. Đây là vấn đề bức xúc, gây cấn nhất cho kiến phong trong năm 1969 và những năm tiếp theo. Nhìn lại toàn bộ hoạt động trong đợt 3 và những tháng cuối năm 1968, quân và dân đồng bằng sông Cửu Long tuy đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh tổng tiến công và nổi dậy của Trung ương, Cục và Bộ Tư lệnh miền, song kết quả đạt được hạn chế. Mặt khác, do phải liên tục tác chiến trong nhiều tháng dòng, lực lượng, vũ khí, thuốc men, lương thực bị hao tổn nhiều mà chưa có điều kiện bổ sung, củng cố. Trong khi đó, từ nửa cuối năm 1968, địch càng tăng cường đánh phá với cường độ mạnh và quy mô rộng lớn, ta càng bị mất đất, mất dân. Dù vậy, những hoạt động của đợt 3 với kết quả giành được đã chứng minh ý thức chấp hành mệnh lệnh cấp trên nghiêm túc và sự nhất trí cao giữa địa phương với trung ương là một trong những yếu tố rất quan trọng để giành thắng lợi trong chiến đấu của quân và dân miền Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 nói riêng và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung. Đó còn là biểu hiện tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí sắt đá quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào dù là gian khổ, ác liệt nhất của quân và dân ta. Trên chiến trường khu 5 Tuy đợt một và hai tổng tiến công và nổi dậy đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng, song lực lượng, vũ khí, trang bị, vật chất bảo đảm, cơ sở mật ở cả nông thôn và thành thị của toàn khu đã bị tiêu hao nghiêm trọng, phải mất một thời gian khá dài mới khôi phục lại được bằng mức đầu năm 1968. Ngược lại, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh, tổ chức các tuyến phòng thủ bảo vệ các thành phố, thị xã các căn cứ quân sự quan trọng. Sau khi rút quân khỏi khe xanh, Mỹ, Ngụy đã cấp tốc đưa một bộ phận quan trọng lực lượng và phương tiện chiến tranh từ trị, thiên về tăng cường đánh phá các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đồng thời, điều trung đoàn 44 thuộc Sư đoàn 23 Ngụy và một bộ phận của Sư đoàn Kỵ binh không vận Mỹ từ Tây Nguyên xuống Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa mở các cuộc hành quân phục vụ cho kế hoạch Bình Định cấp tốc. Điểm ưu tiên hàng đầu cho kế hoạch phòng thủ của địch trên địa bàn khu 5 là thành phố Đà Nẵng, căn cứ quân sự lớn thứ hai của Mỹ ở miền Nam, sau Sài Gòn. Tại đây, Mỹ xây dựng các tuyến vành đai bảo vệ vững chắc xung quanh thành phố. Chúng hy vọng sẽ ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các cuộc tiến công của lực lượng vũ trang ta vào thành phố, đồng thời chống phá được các cuộc nổi dậy của nhân dân. Bên cạnh việc xây dựng các hệ thống phòng thủ ở các thành phố, thị xã, địch sử dụng các đơn vị chủ lực cơ động mạnh tiến hành thường xuyên các cuộc hành quân càn quét quy mô lớn và tổ chức các cuộc mật phục đón lóng tại các vùng giáp danh và vùng núi nhằm tiêu diệt, tiêu hao và đẩy lùi những đơn vị chủ lực của ta. Đồng thời, thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc để giành lại vùng đồng bằng. Những hoạt động chống trả quyết liệt của địch sau hai đợt đầu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968 đã gây cho quân và dân toàn khu những khó khăn nghiêm trọng. Ngoài sự thiếu thốn về vũ khí, Đạn dược, thì lượng dự trữ về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cũng đều đã cạn, trong khi nguồn khai thác tại chỗ đã bị địch khống chế gần như hoàn toàn. Còn nguồn của trung ương bị địch đánh phá ngăn chặn rất ác liệt trên tuyến hành lang chiến lược nên số lượng hàng hóa chi viện không được bao nhiêu. Nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, kể cả quân địa phương và cơ quan lãnh đạo chỉ huy các cấp trên địa bàn quân khu Lâm và tình trạng đói cơm, thiếu thuốc sức khỏe của cán bộ chiến sĩ suy giảm nghiêm trọng. Khắc phục tình trạng này, hầu hết các đơn vị phải thực hiện phương châm ngày đánh giặc, đêm bí mật vượt qua vòng vây của địch xuống vùng sâu lấy gạo. Mặc dù vậy, khi nhận được mệnh lệnh tổng tiến công và nổi dậy đợt 3, toàn quân, toàn dân khu 5 vẫn triển khai thực hiện đúng với thời gian quy định. Trong đợt 3 tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vẫn xác định mục tiêu chủ yếu là các đô thị, xuất phát từ tình hình thực tế về thế cũng như lực của ta và địch, rút kinh nghiệm từ các đợt trước. Việc tổ chức các trận tiến công vào thành phố lần này bảo đảm tập trung hơn, nhưng lực lượng thực hiện các trận đánh chủ yếu là những đơn vị đặc công, biệt động, pháo cối và các tiểu đoàn chủ lực cơ động của tỉnh. Mở đầu cho đợt tổng tiến công và nổi dậy tháng 8, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt, song tại mặt trận Tây Nguyên, các đơn vị chủ lực đã tổ chức tiến công chi khu quân sự quận lỵ Đức Lập và tuyến phòng thủ phía Tây Nam Đắk Lắc, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy mở rộng vùng làm chủ. Tại các tỉnh đồng bằng khu V một bộ phận lực lượng của Sư đoàn 3 tiến công các vị trí địch ở Tây Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Sư đoàn 2, Thiếu, đánh địch ở vùng Tam Kỳ, Quảng Nam. Các trung đoàn 21, Sư đoàn 2, Trung đoàn 36 và Trung đoàn 141, vừa từ miền bắc bổ sung vào triển khai đánh địch ở vùng b đại lộc điện bàn thượng đức quảng đà do có chủ trương kịp thời sớm đưa lực lượng chủ lực cơ động về đứng chân hoạt động ở các vùng nông thôn nên khu năm vẫn củng cố và xây dựng được nhiều địa bàn chiến lược quan trọng lập được thế trận phối hợp đánh địch giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương và dân quân du kích một cách chặt chẽ khó khăn của ta tuy còn trồng chất địch tập trung càn quét đánh phá ác liệt đi đôi với thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc xúc được một bộ phận dân chúng và các ấp chiến lược vào khu tập trung nhưng mỹ ngụy vẫn không thu hẹp được vùng giải phóng của ta thế trận chiến tranh nhân dân trên ba vùng chiến lược của khu năm cơ bản được giữ vững phối hợp chặt chẽ với các cuộc tiến công ở các vùng nông thôn bộ đội đặc công biệt động và các phân đội hỏa lực đã thực hiện nhiều trận đánh đạt hiệu quả tại nhiều thành phố thị xã và căn cứ quân sự của mỹ ngụy tại thành phố Đà Nẵng. Đêm 22 tháng 8, đội biệt động lê độ tiến công các mục tiêu đặc khu Đà Nẵng, Đài Phát Thanh, Đồn Cảnh sát Ngã Năm, trụ sở cơ quan ngụy quyền quận Mỹ Khê, trụ sở hội đồng xã Thanh Khê. Cùng lúc, tiểu đoàn đặc công 484 Đà Nẵng đánh chiếm quận Lỵ Hòa Vang và một số mục tiêu ở trung tâm thị trấn Cẩm Lệ. Theo nhận xét của một số hãng tin nước ngoài thì đây là trận đánh ác liệt nhất trong số khoảng 50 trận do ta mở trong tháng 8 năm 1968 đánh vào các thành phố, thị xã toàn miền Nam. Trên địa bàn Quảng Nam, cũng vào đêm 22 tháng 8, các tiểu đoàn đặc công 406, 409 quân khu 5 cùng tiểu đoàn đặc công 10, sư đoàn 2 hiệp đồng tiến công cụm căn cứ gồm 10 sở chỉ huy cấp tiểu đoàn hai sở chỉ huy cấp lữ đoàn trong tổng số 14 sở chỉ huy đóng tại Chu Lai của sư đoàn American, Mỹ. Đây là trận tiến công diễn ra ác liệt và kéo dài trong 4 ngày đêm liên tục, trong đó có những mục tiêu bộ đội ta phải thực hành đánh đi, đánh lại đến hai, thậm chí ba lần mới dứt điểm được. Phát huy chiến quả của bộ đội đặc công, ngày 23 tháng 8 một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 2 đã tiến công tiêu diệt một tiểu đoàn thiết giáp ngụy đứng chân ở Kỳ Thịnh và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn một thuộc trung đoàn thiết giáp 11 của Mỹ. Tiếp đó, ngày 19 tháng 9, lực lượng đặc công phối hợp với bộ đội địa phương tại chỗ tổ chức tập kích quận lỵ Thông Bình. Với lực lượng áp đảo và tạo được yếu tố bất ngờ, nên chỉ sau vài giờ chiến đấu ta loại khỏi vòng chiến đấu được 350 tên địch, làm chủ mục tiêu. Được đòn quân sự tạo thế, bộ đội hỗ trợ trực tiếp, các cơ sở mật đã phát động nhân dân nổi dậy diệt ác, phá kìm, giành quyền làm chủ ở bảy thôn. Hơn 20.000 dân được giải phóng trở về làng cũ làm ăn. Đặc biệt, ngay sau khi các thôn xóm được giải phóng đã có hơn 100 thanh niên tình nguyện gia nhập bộ đội và du kích. Một không khí cách mạng sôi nổi, chào dân trên các địa phương huyện Thăng Bình và các vùng lân cận. Ở Bình Định, cuối tháng 8 năm 1968, phân đội du kích đặc công của huyện Phù Mỹ gồm 4 đồng chí bất ngờ tập kích diệt gọn một đoàn cán bộ Bình Định, thu hai khẩu súng và 26 quả lựu đạn. Tiếp đó, các đơn vị trong lực lượng vũ trang của tỉnh đã tổ chức được một số trận đánh nữa, song kết quả đạt được rất hạn chế. Bằng những cố gắng vượt bực của mình, trong đợt 3 và các tháng cuối năm 1968, lực lượng vũ trang và nhân dân khu 5 đã liên tục tiến công và nổi dậy tạo được sự tiếp nối liên tục cho khí thế quyết đánh và quyết thắng trong toàn quân khu nhưng sau ba đợt tiến công liên tục quân số vũ khí đạn dược sức chiến đấu của các đơn vị vũ trang ba thứ quân bị giảm sút nghiêm trọng trong khi đó mỹ ngụy lại tăng cường hoạt động với quy mô lớn nếu tiếp tục trụ lại đánh địch trong thành phố và vùng ven chẳng những không đạt kết quả mà thương vong nhất định sẽ tăng để bảo toàn lực lượng còn lại, bộ tư lệnh quân khu về ra lệnh cho các đơn vị rút lên các căn cứ rừng núi củng cố. Đối với những đơn vị đặc công đến cuối năm 1968, quân số, vũ khí bị tiêu hao nhiều, hiệu quả chiến đấu giảm sút, đặc biệt là nguồn tiếp tế rất khó khăn, nên trung đoàn đặc công 401 của quân khu, các đội đặc công 202 của Phú Yên, 90 của Khánh Hòa phải tạm thời giải tán. Các trung đoàn hỏa tiễn 575 và 577 phải rút gọn lại thành các tiểu đoàn. Đây là những khó khăn rất lớn đặt ra cho phong trào đấu tranh của quân dân khu 5 trong năm 1969. Cũng như khu 5, bước sang nửa cuối năm 1968, tùy thế và lực đã giảm, địa bàn đứng chân đã bị địch tập trung lực lượng đánh phá thu hẹp một phần đáng kể song lực lượng vũ trang khu 6 vẫn trụ lại cùng nhân dân các địa phương tổ chức đợt 3 tổng tiến công và nổi dậy như chủ trương của Bộ Chính trị. Trong hơn một tháng của đợt 3, 17 tháng 8 đến 28 tháng 9 năm 1968, tiếng súng tiến công của quân và dân các tỉnh của khu 6 không lúc nào ngừng. Tại tỉnh Bình Thuận, được nhân dân hỗ trợ, lực lượng vũ trang của tỉnh tổ chức nhiều trận tiến công tiêu diệt hệ thống đồn bốt địch và phá các ấp chiến lược mới xây dựng trên vành đai phòng thủ bảo vệ xung quanh thị xã Phan Thiết của địch. Các đơn vị đặc công, biệt động, pháo cối mang vác luồn sâu tập kích kho chứa nhiên liệu ở trung tâm thị xã, phá hủy một số kho chứa hàng hóa quân sự của Mỹ trên khu vực căng ích Tiểu đoàn 200C phối hợp với một bộ phận tiểu đoàn 840 tiến công tiêu diệt chi khu quân sự Hỏa Đa tạo thế uy hiếp hệ thống phòng ngự chợ lầu, phan dí của địch. Cũng trong khoảng thời gian trên, các đơn vị pháo, cối tỉnh Tuyên Đức tập kích quận lị Đức Trọng, yếu khu Thạnh Mỹ, tiêu hao nặng đại đội bảo an ngụy chốt tại Mở Lơn. Lực lượng vũ trang huyện Đơn Dương sử dụng pháo mang vác đánh phá quận lị DGN, cắt giao thông trên lộ 11. Ở nội đô thành phố Đà Lạt, các tổ hỏa lực pháo, cối luồn sâu đã bất ngờ tập kích sân bay Cam Ly, trường võ bị Đà Lạt và căn cứ Mỹ tại Nam Thiên, các tiểu đoàn 186 và 145 phối hợp tiến công chi khu quân sự Di Linh, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, phá hỏng sáu khẩu pháo cỡ lớn, hàng chục xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Quân và dân Ninh Thuận tổ chức bao vây, kết hợp với bắn pháo và sân bay Thành Sơn, phá hủy, phá hỏng một số máy bay cùng một số đoạn đường băng, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục giặc lái và nhân viên kỹ thuật được tiểu đoàn 610 hỗ trợ, lực lượng vũ trang vùng ven các thị trấn Phú Quý, cơ Ông Pha, Cả Ná và ven quốc lộ số 1 và 11 liên tục tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. Phối hợp với các hoạt động vũ trang ở các thị xã, thị trấn Phan Thiết, Phan Giang, Bảo Lộc, dưới sự lãnh đạo của các tổ chức mật, nhân dân đã nổi dậy mít tinh, biểu tình đưa kiến nghị yêu cầu ngụy quyền cơ sở chấp nhận cho dân đào hầm tránh phi pháo, không được khám xét, lục soát nhà dân vào ban đêm, không được tự ý tăng thuế và cưỡng ép thanh niên gia nhập phòng vệ dân sự. Riêng nhân dân vùng nông thôn đã tổ chức nhiều đợt đấu tranh chống kế hoạch bình định cấp tốc của địch, phá banh, phá giã, phá lỏng được gần 50 khu dồn và ấp chiến lược tạo điều kiện cho gần một vạn dân giành được quyền làm chủ ở nhiều mức độ khác nhau. Nhờ đó, trong đợt ba tổng tiến công và nổi dậy, mặc dù địch tập trung lực lượng phản kích quyết liệt, song quân dân khu 6 cơ bản giữ được khu vực giải phóng ở nông thôn, giữ được thế rằng co với địch ở vùng giáp danh các thị xã, thị trấn. Nhưng cũng như các địa phương khác trên toàn miền Nam, sau nhiều tháng dòng chiến đấu không nghỉ, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang xa suốt dần, mà nguồn bổ sung hầu như không có, trong khi địch ngày càng tập trung phản kích lại ta với quy mô rộng lớn hơn, cường độ ác liệt hơn, nên đến cuối năm 1968, phần lớn lực lượng vũ trang ba thứ quân của khu đều bị địch đẩy ra xa thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của toàn khu trong những năm tiếp theo trên chiến trường trị thiên sau đợt tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân địch dồn lực lượng và phương tiện tổ chức phản kích đẩy lùi lực lượng ta ra khỏi thành phố huế và các thị xã thị trấn đồng thời mở nhiều cuộc hành quân kết hợp với việc sử dụng không quân pháo binh đánh phá dữ dội hành lang vận chuyển chiến lược dùng các toán biệt kích thám báo ngày đêm lùng sục, tập kích phá các kho tàng, căn cứ kháng chiến của ta và hình thành các tuyến phòng thủ chặn các mũi tiến công của ta vào thành phố. Trong nội thành địch sử dụng quân đội cảnh sát mở liên tiếp các cuộc hành quân tảo thanh trà đi sát lại các khu phố và vùng ven yểm trợ cho các đội bình định thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc. Do sự đánh phá ác liệt của địch, hầu hết các cơ sở cách mạng bị chúng phát hiện chóc nã, quần chúng nhân dân một số bị dồn ép vào các trại tập trung và ấp chiến lược hàng trăm thanh niên bị chúng ép buộc vào lực lượng phòng vệ dân sự bên cạnh đó do mưa lũ kéo dài địa hình bị chia cắt việc cơ động lực lượng cũng như công tác tiếp tế của ta trở nên vô cùng khó khăn đến khi nước rút địch lại giải chất độc hóa học hủy diệt nốt những vùng trồng cây lương thực hoa màu còn sót lại qua mùa lũ do vậy cảnh đói kém diễn ra nghiêm trọng các loại bệnh dịch phát sinh đe dọa tính mạng nhân dân và lực lượng vũ trang trên nhiều vùng cả ở đồng bằng và rừng núi trị thiên để giải quyết vấn đề lương thực duy trì cuộc sống và chiến đấu, quân và dân trị thiên không những phải đổ mồ hôi, công sức mà còn phải trả bằng máu và tính mạng của chính mình. Trước thực tế vô cùng khó khăn này, một số cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, dẫn đến nhiều đảng viên, cán bộ và quần chúng cách mạng ra đầu hàng, đầu thú hoặc chạy sang vùng địch cư trú. Tuy gặp khó khăn trồng chất, nhưng đảng bộ và bộ tư lệnh quân khu trị thiên. Huế đã lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang khắc phục khó khăn, gắng sức tiến công và nổi dậy phối hợp với chiến trường toàn miền. Tại Quảng Trị, sau khi 6 tiểu đoàn bộ binh, 6 đại đội đặc công 3 tiểu đoàn phòng không, 3 tiểu đoàn pháo và súng cối, hàng trăm thanh niên sung phong và dân công hỏa tuyến từ Quảng Bình vào khu vực đường chín thay cho các đơn vị chủ lực B5 rút ra hậu phương củng cố, bổ sung lực lượng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức một số trận đánh địch trên đường 9, sử dụng pháo, cối luồn sâu tập kích các căn cứ 241, cồn tiên, dốc miếu, mật phục đánh các đoàn tàu cơ động trên sông cửa Việt tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. Riêng đối với lực lượng vũ trang hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng, phong trào thi đua bắn máy bay lên thẳng, phương tiện chủ yếu để thực hiện chiến thuật nhảy cóc của địch, phát triển rộng khắp nổi bật nhất là ở Triệu Phong. Trong ngày 19 tháng 8, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện đã phối hợp chiến đấu bẻ gãy hầu hết các đợt càn quét của lữ đoàn kỵ binh bay Mỹ, bắn rơi 19 máy bay trực thăng. Cũng vào thời gian trên, tại Thừa Thiên, nhân thời cơ địch dồn lực lượng mở các cuộc hành quân lên vùng núi và giáp danh, bộ đội địa phương và du kích các huyện Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc chủ động tiến công một số đồn bốt, trụ sở ngụy quyền cơ sở, diệt nhiều tên ác ôn, Cảnh sát có nhiều tội ác với nhân dân. Được lực lượng Vũ Trang hậu thuẫn, huyện ủy các huyện Quảng Điền, Phong Điền, hướng Điền đã khẩn trương đưa dần cán bộ, đảng viên về trụ bám địa bàn lãnh đạo quần chúng chống địch, giữ thế, xây dựng và củng cố cơ sở. Còn ở thành phố Huế, cuối tháng 8, thành ủy đã tổ chức thêm được hai đội biệt động và một số đội công tác mật hoạt động trong các quận nội thành, nên cả những khi tình hình khó khăn nhất, tiếng súng tiến công cũng không bao giờ ngừng nhiều mục tiêu quan trọng của Mỹ, Ngụy vẫn liên tục bị ta đánh đi, đánh lại nhiều lần. Mặc dù vậy, những kết quả giành được còn hạn chế nhiều mặt, chưa tạo ra được sự thay đổi lớn về thế và về lực có lợi cho ta. Các đơn vị chủ lực quân khu phải tạm rút ra Quảng Bình củng cố, chỉ để lại một bộ phận giữ địa bàn, giữ thế cuối tháng 8 năm 1968. Khu ủy trị, thiên họp phân tích tình hình, so sánh lực lượng địch, ta trên chiến trường đã đi đến quyết định không tiếp tục tổng công kích tổng khởi nghĩa vào thành phố, mà phải đẩy mạnh tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận địch, giữ gìn và xây dựng lại cơ sở, xây dựng lại thế ba vùng liên hoàn có lợi cho ta, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh hợp pháp với nửa hợp pháp ở vùng địch kiểm soát, nhằm từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục lại thế và lực của ta trên chiến trường, triển khai ngay thế đứng chân mới ở miền núi, phát động phong trào sản xuất, tự túc, phấn đấu trồng cho được 15 triệu gốc sắn để chống đói để bảo vệ sản xuất phải đẩy mạnh phong trào săn máy bay hạn chế máy bay giải chất độc hóa học đồng thời kiên quyết chặn đánh các cuộc hành quân nhảy cóc chốt giữ điểm cao của địch bảo vệ tốt kho tàng căn cứ và đường vận chuyển chiến lược ở đồng bằng và thành phố phải khẩn trương tập hợp lực lượng phát triển lực lượng mới chuyển dần sang đấu tranh chính trị thích hợp kết hợp với đấu tranh vũ trang từng bước phá kế hoạch bình định của địch thực hiện chủ trương của khu ủy Đầu tháng 9 năm 1968, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cho các tỉnh và các đơn vị nhanh chóng đưa cán bộ và bộ đội về các thôn, xã bám dân, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, dần dần khôi phục lại cơ sở và phong trào cách mạng, vận động toàn dân thực hành tăng gia sản xuất trồng ngô, khoai, sắn, tạo nguồn lương thực tại chỗ cho không chiến. Tại Hướng hóa, tính đến tháng 10, nhân dân và các lực lượng vũ trang đã trồng được hơn 3 triệu gốc sắn quyên góp được 250 tấn lương thực các loại cung cấp cho lực lượng vũ trang. Dựa vào lòng dân và cùng chia sẻ với nhân dân cảnh thiếu cơm, nhạt muối và phải thường xuyên đối phó với mọi âm mưu, thủ đoạn tàn bạo của địch, bộ đội và du kích vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ địa bàn, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Tính đến hết tháng 10, tại một số huyện ở Trị, Thiên, chủ yếu là Đồng Bằng, các đơn vị vũ trang được củng cố. Riêng các huyện vùng ven thành phố Huế, mỗi huyện có một tiểu đoàn trinh sát, một đại đội trinh sát đặc công. Thành phố Huế đã phát triển lực lượng biệt động lên tới 500 người. Cùng với những kết quả về củng cố lực lượng và xây dựng cơ sở, sự thiếu thốn lương thực, thực phẩm cũng dần được khắc phục. Ngoài việc đáp ứng cho nhu cầu tại chỗ, quân dân trị, Thiên đã giành được một phần cho nguồn dự trữ chuẩn bị đón các đơn vị chủ lực trở về tiến công địch, khôi phục lại thế trận chiến tranh nhân dân ở ba vùng chiến lược tháng 12 năm 1968, các đơn vị chủ lực sau một thời gian củng cố và bổ sung lực lượng ở hậu phương đã lần lượt quay lại chiến trường hoạt động. Đây là điều kiện rất thuận lợi giúp quân và dân trị, thiên tổ chức tiến công địch, giành lại đất giành lại dân, khôi phục lại thế trận chiến trường. Với sự nỗ lực vượt bậc trên tất cả mọi phương diện, quân và dân miền Nam đã tiến hành đợt ba tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968. Xong, do đợt một và hai cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra liên tục lực lượng ta bị tổn thất nặng chưa kịp thời bổ sung thời cơ lại không còn nên so với hai đợt đầu kết quả giành được trong đợt ba hạn chế hơn trong đợt ba tổng tiến công và nổi dậy của ta diễn ra rời rạc chủ yếu là ở khu vực rừng núi và giáp biên giới với campuchia đối với các mục tiêu thành phố thị xã căn cứ quân sự lớn của mỹ ngụy ta chỉ thực hiện được một số trận tập kích quy mô nhỏ bằng pháo binh đặc công, biệt động. Đây là đòn đánh bồi vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tiêu hao, tiêu diệt thêm được một bộ phận quan trọng sinh lực, vũ khí và phương tiện chiến tranh của chúng. Về phương diện quân sự, đợt 3 đã góp phần đẩy quân đội Mỹ, quân đội Sài Gòn tiếp tục xa lầy thêm trong thế chiến lược quét và giữ bị động. Xong qua đợt 3, lực lượng ta tiếp tục bị tổn thất, rất nhiều cơ sở trong nội thành bị vỡ, hầu hết vùng giải phóng ta mở được trong đợt 1 và đợt 2 bị địch lấp trở lại phần lớn lực lượng vũ trang chủ lực của ta bị đẩy lên căn cứ rừng núi và vùng giáp biên. Riêng trên lĩnh vực Bình Định, lợi dụng những khó khăn lớn của ta, Mỹ, ngụy triển khai kế hoạch Bình Định cấp tốc mà trọng điểm là các vùng nông thôn trên toàn miền Nam. Đến cuối năm 1968, chúng đã dồn được khoảng 9 triệu dân miền Nam trên 50% vào 3.300 ấp chiến lược, lập 4.954 đồn bốt. Trong khi quân và dân ta ở miền Nam đang tiến hành đợt ba cuộc tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968, thì quân và dân miền Bắc mà trực tiếp là quân dân khu bốn ngày đêm kiên cường chiến đấu đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ, bảo vệ giao thông thông suốt để tiếp tế cho miền Nam tổng tiến công và nổi dậy. Ngoài việc tập trung một số lượng bom pháo gấp nhiều lần so với trước đây, thủ đoạn đánh phá của không quân và hải quân Mỹ chủ yếu tập trung vào các trọng điểm trên những khu vực cầu cấm, phương tích, rú nguội, chuông bồn, các và nam đàn, bến thủy, Nghệ An, bến linh cảm, ngã ba đồng lộc, thượng gia, hạ vàng, khe út, bến giàng, còi sâu, Hà Tĩnh, bến giòn, phà sông danh, Xuân Sơn, Long Đại, quán Hầu, Phong Nha, Quảng Bình. Đặc biệt, trên các trục đường số 8, 10, 12, 20 với những cửa khẩu như Đèo Rức, Nam thôn sen phan ta lê suốt 24 giờ trong ngày tiếng bom pháo của địch không lúc nào dứt chỉ tính riêng từ tháng 4 đến cuối năm 1968 tại ngã Ba Đồng Lộc và thượng gia Hà Tĩnh không quân Mỹ đã ném xuống khoảng 37.000 quả bom phá và 5.000 quả bom từ trường nhiệm vụ chiến đấu bảo đảm giao thông vận tải ở khu 4 thực sự trở thành mặt trận nóng bỏng nơi đỏ sức ý chí và quyết tâm của quân và dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa với đế quốc Mỹ ngay từ đầu năm 1968, các sư đoàn 367, 368, 377 phòng không, sư đoàn 351 pháo binh của bộ được điều động gấp vào khu 4 chiến đấu. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập sư đoàn phòng không 375 với biên chế 3 trung đoàn, 214, 218, 284 tổ chức đánh địch trên trục đường, bảo vệ các bến bãi, bảo vệ các trận địa pháo binh các khu vực tập kết lực lượng, bổ sung trang bị vũ khí, lương thực thuốc men chuẩn bị hành quân vào chiến trường đánh Mỹ. Dựa vào cơ sở nòng cốt là các đơn vị phòng không còn lại và lực lượng phòng không các tỉnh, các huyện trên địa bàn, quân khu 4 tổ chức thêm 6 trung đoàn, 11 tiểu đoàn, 9 đại đội phòng không với nhiệm vụ đánh địch bảo vệ các trọng điểm nút giao thông yết hầu như Nam Đàn, Linh Cảm, Ngã Ba Đồng Lộc và các trục đường thuộc địa bàn phía Bắc quân khu. Ngoài lực lượng phòng không tập trung của quân khu, các tỉnh đã tổ chức được 528 đội dân quân trực chiến, được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm, 14,5 mm và pháo phòng không 37 mm, trong đó có 245 đội thoát ly sản xuất với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu tại chỗ và cơ động chiến đấu bảo vệ các phương tiện vận tải đường thủy của ta. Như vậy trên địa bàn tuyến lửa quân khu 4, lực lượng phòng không ba thứ quân của ta với lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp có lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, phương pháp bố trí lực lượng vừa có diện vừa có điểm. Bên cạnh lực lượng phòng không, Bộ Tư lệnh Phòng không, không quân quyết định sử dụng máy bay tiêm kích tham gia đánh máy bay Mỹ trên vùng trời hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng thời, lực lượng pháo binh cũng đã luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu chống tàu chiến địch, bảo vệ vùng biển. Mở đầu cho quyết tâm đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ trên địa bàn quân khu 4, trong tháng 5, Trung đoàn tên lửa 238 đã liên tục bắn rơi bảy máy bay địch, sánh vai với bộ đội tên lửa. Ngày 31 tháng 5, bộ đội cao xạ đảo Cồn Cỏ đã gan dạ bám trụ trận địa, kiên cường đánh trả không quân Mỹ, bắn rơi 4 máy bay, giữ vững hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với chiến công này, Cồn Cỏ xứng đáng là đảo nhỏ anh hùng và trở thành một tấm gương trong phong trào thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của lực lượng vũ trang cổ vũ quân và dân tuyến lửa quân khu 4 anh dũng chiến đấu bắn rơi nhiều máy bay giặc Mỹ hơn nữa. Thi đua với bộ đội cồn cỏ, chiều 25 tháng 6, bằng sự phối hợp chiến đấu kịp thời và chặt chẽ của các loại hỏa lực phòng không, quân dân huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay thứ 3.000 của không quân Mỹ trên miền Bắc. Sau hai tháng chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, quân và dân quân khu 4 được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi tôi nhiệt liệt khen ngợi quân và dân quân khu 4 rất xứng đáng là tuyến đầu của miền Bắc, anh dũng đập tan mọi thủ đoạn dã man của giặc Mỹ. Tôi đặc biệt khen ngợi quân và dân Quảng Bình đã đánh giỏi, hạ trước máy bay Mỹ thứ 3.000 và gửi tặng đơn vị X, một lá cờ vinh dự. Đó là thành tích chung của quân và dân miền Bắc ta. Lời khen ngợi của bác tiếp thêm nguồn sức mạnh mới thúc đẩy lực lượng phòng không miền Bắc nói chung lực lượng phòng không trực tiếp chiến đấu trên tuyến lửa khu 4 nói riêng ngày đêm hăng say luyện tập và sẵn sàng chiến đấu lập thêm nhiều thành tích mới. Tháng 8 năm 1968, lực lượng phòng không ba thứ quân trên địa bàn khu 4 lập thêm nhiều chiến công vang dội trong chiến đấu chống máy bay địch và bảo vệ giao thông. Ngày mùng 5 tháng 8, quân dân Vĩnh Linh đã bắn rơi một tốp hai chiếc máy bay phản lực F-4H của không lực Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 200 bị bắn rơi tại địa phương. Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 8, các tay súng tự vệ phòng không lâm trường Hương Khê bắn rơi một máy bay F-111. Đây là chiếc máy bay F-111 đầu tiên của không quân Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc. Cũng ngày 28 và 29 tháng 8, tiểu đội nữ dân quân xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh liên tục đánh trả nhiều trận oanh kích của địch, bắn rơi ba máy bay, giữ vững trận địa tấm gương tiêu biểu cho phong trào bắn máy bay Mỹ của lực lượng phòng không nhân dân địa phương quân khu 4 trong tháng 8 năm 1968 là nữ dân quân xóm đạo Thiên Chúa xã Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình Nguyễn Thị Xuân, một mình một súng bám trận địa bắn rơi một máy bay F-4H của địch. Hiệp đồng chặt chẽ với các trận địa phòng không của bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, trong tháng 8, các đơn vị pháo cao xạ của bộ và quân khu 4 đã giành được những thắng lợi lớn Trung đoàn 230 bắn rơi 15 chiếc, trung đoàn 233 bắn rơi 6, trung đoàn 224 bắn rơi 2, trung đoàn 228 bắn rơi 2, trung đoàn 232 bắn rơi 3, trung đoàn 222 bắn rơi 12, trung đoàn 214 bắn rơi 14 và tiểu đoàn 17 bắn rơi 7 chiếc máy bay các loại của không quân Mỹ. Bên cạnh việc tổ chức lực lượng phòng không đánh trả máy bay Mỹ, để bảo đảm giao thông và vận tải thông suốt ở những nút giao thông quan trọng phía Tây quân khu 4, tiếp theo việc thành lập Bộ Tư lệnh bảo đảm giao thông vận tải quân khu 4 ngày 28 tháng 10 năm 1968, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh 500 do Thiếu tướng Nguyễn Đôn làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo làm Chính ủy. Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh 500 được xác định là lãnh đạo, chỉ huy xây dựng lực lượng vận tải, bảo đảm giao thông vận chuyển phía Tây quân khu 4 gồm đường sông và các đường bộ số 8, 12, 20. Để tăng cường sức mạnh cho lực lượng bảo đảm giao thông vận tải, ngoài các đơn vị cầu đường thuộc ngành vận tải trung ương, các trung đoàn công binh 229, 239, 249 của Bộ Quốc phòng, 7 tiểu đoàn công binh công trình của hai quân khu tả ngạn và hữu ngạn, Bộ Quốc phòng điều động thêm hai đại đội phá bom mìn của Cục Công trình Bộ Tư lệnh Công binh vào tuyến lửa khu 4 phá bom mìn mở đường cho các đoàn vận tải chiến lược đưa hàng vào tiền tuyến miền Nam. Sát cánh với các lực lượng của Bộ, quân khu 4 đã huy động 500 đội công binh dân quân thoát ly sản xuất và các đơn vị công binh của quân khu và của các tỉnh không quản ngày đêm, mưa nắng san lấp hố bom, giải phóng mặt đường và tham gia thổ gùi hàng đến các cụm kho, chân hàng đoàn 559. Có lực lượng mạnh và được tổ chức chặt chẽ, thống nhất, nên trên hầu khắp địa bàn các tỉnh khu 4 việc bảo đảm giao thông, vận tải thống nhất tại hà tĩnh một khu vực lãnh thổ có chiều ngang hẹp một yết hầu quan trọng trên tuyến vận tải chiến lược bắc nam không quân và hải quân mỹ đã ném xuống hà tĩnh trung bình một mét vuông đất bốn quả bom nhưng với tinh thần tất cả vì miền nam ruột thịt tất cả để chiến thắng giặc mỹ xâm lược các đơn vị công binh thanh niên sung phong và dân quân địa phương đã tham gia chiến dịch mở đường vòng tránh san lấp hố bom sửa và mở rộng mặt đường sửa chữa và nâng cấp các bến phà, bến vượt bảo đảm giao thông thông suốt. Đặc biệt, ở những khu vực nút giao thông, Nam Đàn, Linh Cảm, Bến Thủy, được các đội công binh dân quân phối hợp, Trung đoàn Công binh 239 liên tục giả soát, phá gỡ hàng ngàn quả bom từ trường và bom nổ chậm của Mỹ thả xuống dòng sông Lam, sông La. Tiểu đoàn 27 ghép phà vận chuyển được nhiều tấn hàng dọc theo sông Ngàn Sâu và sông Lam. Ở ngã Ba Đồng Lộc, điểm giao hội của quốc lộ 15 và tỉnh lộ số 2, huyết mạch giao thông sống còn của tuyến vận chuyển chiến lược trên đất Hà Tĩnh, nên cuộc đọ sức vô cùng ác liệt giữa ta và địch diễn ra triển miên không kể ngày đêm, thời tiết mưa hay nắng. Chỉ trong tháng 5 năm 1968, không quân Mỹ đã ném 3.000 quả bom phá, 970 quả bom từ trường, cắt đất quốc lộ số 1, riêng trên trục đường 15 địch đánh 8 trận, thả 2.000 quả bom phá và 126 quả bom từ trường. Để giữ cho được điểm giao thông huyết mạch này, Bộ Tư lệnh Bảo đảm Giao thông Vận tải Quân khu 4 tập trung 5 đại đội thanh niên sung phong, một đại đội công binh phá bom và một đội cầu thuộc Tổng đội 55 thanh niên sung phong, đại đội 2 chủ lực của lực lượng giao thông căn lộc, một đội cơ giới gạt ủi, một đơn vị cảnh sát giao thông. Ngày đêm thay phiên nhau đánh máy bay và ứng phó giao thông. Khi cần thiết, tiểu đoàn 500 công binh trạm 9 sẽ cơ động đến giúp sức. Những tháng chiến đấu và công tác trên địa bàn khu 4 vô cùng gay go, ác liệt, ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. đã có biết bao chiến sĩ và đồng bào ta bất chấp bom đạn dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo dám đối mặt với tử thần để tìm ra các bí quyết gỡ mìn, phá bom và san lấp mặt đường. Giữ thông huyết mạch giao thông cho những chuyến xe chở hàng ngày đêm nối đuôi nhau vào chiến trường những tên tuổi thân thuộc nhiều vương đình nhỏ, với các dụng cụ thủ công tự tạo đã phá nổ, tháo gỡ được 189 quả bom các loại và trở thành dũng sĩ phá bom xuất sắc nhất trên quyết chiến điểm đồng lộc. Chiến sĩ lái máy ủi Uông Xuân Lý đã dũng cảm gạt ủi hàng ngàn mét khối đất đá để săn lấp hố bom, đẩy hàng trăm quả bom nổ chậm giải phóng mặt đường cho các đoàn xe vận tải chở hàng vào tiền tuyến. La Thị Tám, với kỷ lục có mặt liên tục 86 ngày trên ngã Ba Đồng Lộc, 30 ngày ở Thượng Gia Cổ Ngựa đã 23 lần bị bom nổ vùi kín. Nhưng sau khi được đồng đội cứu chữa vẫn kiên quyết ở lại trận địa cùng đồng đội theo dõi điểm rơi, cắm cờ đánh dấu được 703 quả bom nổ chậm để cho công binh khắc phục kịp thời. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trên tuyến lửa ngã ba đồng lộc, ngày 22 tháng 12 năm 1969, La Thị Tám được Quốc hội, nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để chặn phá sự chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam tiếp tục mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy đợt 3. Mỹ tập trung không quân đánh phá ngăn chặn ác liệt ở ngã Ba Đồng Lộc. Cuộc chiến đấu bảo đảm giao thông tại đây đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh quên mình vô cùng cao đẹp. Và cũng từ mảnh đất thiêng liêng này, lúc 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội nữ thanh niên sung phong, Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Hường, Vũ Thị Hà, Võ Thị Hợi, Trần Thị Dạng, Dương Thị Xuân, Hà Thị Xanh đã anh dũng hy sinh, hiến chọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông hậu phương lớn với tiền tuyến lớn góp phần cho Tổ quốc toàn thắng. Tên tuổi mười cô mãi mãi được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ghi nhận những cống hiến to lớn của mười cô gái đồng lộc, quốc hội. Hội đồng nhà nước đã truy tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đội thanh niên sung phong do Võ Thị Tần chỉ huy. Tại Nghệ An, bằng kinh nghiệm sử dụng nam châm phá thành công bom từ trường của đồng chí Nguyễn Văn Minh, chiến sĩ công binh thành đội Vinh, các lực lượng bảo đảm giao thông vận tải trên địa bàn Nghệ An đã vận dụng rộng rãi, đồng thời nghiên cứu cải tiến tận dụng tất cả những lưỡi quốc, cải, khung dây thép, kết hợp với máy phóng từ gắn trên xe đã phá nổ các loại bom mìn từ trường của đế quốc Mỹ. Trong tháng 8, tại Trung Bồn, đại đội ba công binh và tiểu đội nữ thanh niên sung phong huyện Đô Lương đã phá gần 2.000 bom từ trường. Cùng với những tháng ngày khắc phục gian khổ, thường xuyên đối mặt với cái chết, song quân và dân Nghệ An không lúc nào chùn bước. Càng trong thử thách gian nan, càng xuất hiện nhiều dũng sĩ phá bom xuất sắc, Nguyễn Xuân Toán, chiến sĩ lái cano của tiểu đoàn 27 công binh, Nguyễn Trọng Được ở Hưng Vĩnh, Hưng Nguyên. Nguyễn Thị Tính ở Nam Giang, Nam Đàn, Nguyễn Thị Vợi ở Dũ Nguộc, Thanh Trương, Vương Thị Hải ở Trung Sơn, Đô Lương. Để giữ cho mạch máu giao thông không lúc nào ngừng chảy, nhiều thôn, xã, nhiều gia đình đã tự nguyện chuyển nhà ở của mình đi nơi khác để giải phóng mặt bằng cho việc mở các đường vòng tránh ở các trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Và trong những thời điểm gây cấn nhất, không ít gia đình đã hy sinh căn nhà thân yêu của mình để lấy gạch, ván gỗ lát đường chống lầy cho xe qua tháng 8 năm 1968, nhân dân xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện dỡ chuyển 130 ngôi nhà để lấy đất mở đường vòng tránh. Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 37 ngôi nhà của dân tự nguyện trao cho bộ đội và thanh niên sung phong tháo dỡ lấy vật liệu chống lầy. 30 gia đình thôn Trường Giang tự nguyện dỡ nhà đem chống lầy cho xe ra tiền tuyến. Nhân dân xã Phúc Sơn dỡ nhà lấy cột làm tời để kéo phà qua sông Long Đại. Đó là những tấm gương vì nước, vì giải phóng miền Nam mà tự nguyện hy sinh. Những hình ảnh cao đẹp này mãi mãi đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc như những chiến công trói lọi, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Tiếp tế cho chiến trường miền Nam tổng tiến công và nổi dậy là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của quân dân ta ở miền Bắc. Vì vậy, Bộ và Quân khu 4 đã động viên các đơn vị vận tải huy động mọi phương tiện tới mức cao nhất vận chuyển hàng hóa vào chiến trường chính phủ còn huy động thêm của Thanh Hóa 2.000 xe đạp thổ, 500 thuyền nan, 800 tàu thuyền đánh cá cùng với lực lượng bảo đảm tương ứng và tăng cường cho các đoàn vận tải đang ngày đêm hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, góp phần vào công tác vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam tiến công và nổi dậy. Bằng sự nỗ lực to lớn vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa phá gỡ bom mìn, sửa đường, mở đường, với biết bao vất vả, hy sinh, các lực lượng vũ trang, thanh niên sung phong và nhân dân trên vùng đất lửa khu 4 vẫn giữ vững được các huyết mạch giao thông vận tải, bảo đảm cho các chuyến hàng đều đặn vào các chiến trường tiếp sức cho miền Nam. Chỉ trong 7 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, đánh trả cuộc ném bom hạn chế của Mỹ, lực lượng phòng không ba thứ quân trên địa bàn khu 4 đã bắn rơi 425 máy bay, bầm chìm và bắn cháy 32 tàu chiến các loại của địch. Lực lượng công binh, thanh niên sung phong và nhân dân các địa phương tại chỗ đã khôi phục, làm mới được 2.500 km đường vận tải cơ giới 173 km đường gòn. Xí nghiệp đóng tàu chiến thắng và các trạm sửa chữa lưu động của các đơn vị đóng được 21 chiếc phà, 17 bộ cầu phà 17 phao cầu, sửa chữa 33 phà, 200 thuyền vận tải đủ loại cho các binh trạm. Huy động được sức mạnh tổng hợp to lớn như vậy nên miền Bắc hậu phương lớn đã cơ bản đáp ứng lực lượng, vật chất, kỹ thuật cho miền Nam tiếp tục tổng tiến công và nổi dậy đợt 3. Bị thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam, Bắc, ngày 1 tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson đã phải tuyên bố chấm dứt ném bom và các hành động quân sự khác chống nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa không điều kiện, đồng thời chấp nhận hội nghị bốn bên ở Paris. Nhân dịp này, chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố vạch rõ việc Mỹ chấm dứt không điều kiện ném bom Bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau 4 năm trồng chất tội ác tày trời đối với nhân dân miền Bắc Việt Nam và sau 5 tháng làm bế tắc cuộc nói chuyện ở Paris, đánh dấu một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam ở cả hai miền. Đó cũng là một thắng lợi to lớn của phe xã hội chủ nghĩa, của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình, một thắng lợi của nhân dân toàn thế giới trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi cả nước tiên lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược lời kêu gọi có đoạn, đế quốc Mỹ rất ngoan cố và xảo quyệt. Chúng nói hòa bình, thương lượng nhưng vẫn chưa từ bỏ giá tâm xâm lược của chúng. Hơn một triệu quân Mỹ, quân ngụy và quân chư hầu còn đang hàng ngày gây ra biết bao tội ác dã man đối với đồng bào miền Nam ta. Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiên tới hòa bình thống nhất tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Nhìn lại diễn biến và kết quả của đợt 2 và đợt 3 tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, tuy chúng ta đã mắc một số khuyết điểm, chủ quan trong việc đánh giá tình hình, cho nên ta đã đề ra yêu cầu chưa thật sát với tình hình thực tế lúc đó, nhất là sau đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân ta đã không kịp thời kiểm điểm và rút kinh nghiệm ngay, nhằm đánh giá lại tình hình và có chủ trương chuyển hướng kịp thời nên để mất đất, mất dân, lực lượng vũ trang, cơ sở cách mạng và vật chất chiến tranh bị tổn thất nghiêm trọng, gây những khó khăn rất lớn cho phong trào đấu tranh năm 1969. Xong, thắng lợi trong đợt 2 và 3 tổng tiến công và nổi dậy cũng rất lớn. Ta không chỉ tiêu diệt được một lực lượng chiến lược của Mỹ, Ngụy, mà điều quan trọng là ta đã đánh bồi liên tiếp, đập tan ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Tổng thống Mỹ Johnson phải tuyên bố chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc chấp nhận đoàn đại biểu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một trong bốn thành viên chính thức tham gia hòa đàm tại Paris. Những thắng lợi này góp phần cho ta thế mạnh chủ động đấu tranh ở hội nghị Paris. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.